thì tôi bận một số công việc bên tiệm xe nên không có thời gian và những cái tập biểu diễn ảo thuật và hướng dẫn cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp theo những cái tập đó. Ok, bây giờ các bạn hãy theo dõi mình biểu diễn trước, sau đó sẽ hướng dẫn cho các bạn. Vâng, trên tay thanh tôi hiện tại đang có một đồng xu mệnh giá là 2.000 đồng. Các bạn thấy rõ không ạ? Các bạn có thể sử dụng 500 đồng, 200 đều được hết nha. Bây giờ mình sẽ thả lên tay mình như thế này. Mình nắm lại. Thì mình dùng cái bút này, mình gọi là cái bút phép. Đấy, mình bỏ vào trong đây như thế này. Xong, sau đó mình lắp. Đấy, bây giờ mình dùng cái bút phép này một lần nữa. Mình gõ lên, mình lắp. Mở nó ra. Biến mất tiền đồng xu. Vậy đồng xu đang ở đâu? Đồng xu đang trong nằm trong cái bút phép này của mình. Bây giờ mình sẽ gõ xuống 1, 2, 3. Diễn là như thế này. Thì các bạn bỏ đồng xu vào trên đây ha. Bạn nắm lại. Đầu tiên thì các bạn nắm nguyên bàn tay mình cho nó sâu sâu vào thì nó vẫn vậy. Nhưng mà khi các bạn nắm là như nắm lần thứ hai, các bạn có thể gọi tôi nắm ở đây nè, mình nắm vào đây gì thì đồng xu này nè, mình di chuyển nó lại phía sau đây một tí. Bạn thấy rõ không ạ? Làm lại ha. Nắm như nè. Mình dùng những cái ngón tay của mình nè để lên đồng xu, xong sau đó mình đẩy lại phía sau một tí. Ha. Đấy, như là nó không còn nằm trong lòng bàn tay nữa mà là nằm phía xa ra phía sau. Rồi, mình dùng cái bút này bỏ nó vào. Rồi, như thế này. Đấy. Các bạn không cần phải đẩy vào hết bên kia. Rồi, các bạn giơ vào lắc. Rồi, sau đó này, các bạn cầm cái đầu bút này và các bạn cầm luôn cái đồng xu. Thì cách cầm như thế nào thì mình sẽ chỉ giúp bạn. Mình để tay lại phía sau như thế này. Bạn thấy rõ không? Để ra phía sau nè. Giữ vô cái đầu. Đầu tiên là mình giữ nó đồng xu trước. Giữ đồng xu như thế này. Đúng không? Mình dùng cái ngón trỏ mình che nó lại. Che đồng xu lại là bạn thấy rõ ha. Rồi sau đó mình cầm luôn cái đầu bút này. Đấy. Sau đó mình lật lại. Thì nó được như thế này. Nè, đồng xu ngay đây. Cầm như thế này thì sẽ được như thế này. Đó, các bạn dỡ nó ra. Đấy. Mở ra. Biến mất đồng xu. Xong sau đó bạn chuyển sang cầm cái đầu bút như thế này. Xin lỗi. Nè, đây hiện tại đang như thế này đúng không? Các bạn chuyển sang cầm như thế này. Cầm vào. Đấy. Thì phía ngoài khán giả sẽ không nhìn vô, sẽ không thấy cái đồng xu này nó bị che ở bởi vì hai ngón tay. Đúng rồi. Đấy. Rồi các bạn dùng cái bút này, bạn gọi 1, 2 các bạn. Thả ra. Thả xuống kìa. Thả ra gớt xuống. Đó là đơn giản. Thôi mình chỉ lại một lần nữa phía trực diện cho các bạn ha. Đây. Rồi này, bỏ xu vào. Đây. Nắm lại, để cái đây nha. Đẩy nó lên phía trên một tí. Rồi. Rồi. Đặt bút vào. Rồi lắc. Rồi để tay phía sau vào. Giữ đồng xu. Đây các bạn. Rồi. Mở ra. Biến mất. Mình xoay cái đầu bút lại, mở ra. Đúng không? Gõ lên tay, thả nó xuống. Rồi đơn giản. Ok. Xong rồi. Quay lại cái quay trong cái lúc diễn. Để đi.